Chào mừng quý vị anh chị và các bạn đang theo dõi video của em Hồng Ngọc. Và hôm nay em Ngọc xin được gửi tới anh chị một chiếc xe vượt mọi địa hình, một chiếc xe 7 chỗ. Đây là phiên bản 2 cầu anh chị nhé. Đến đây thì chắc mọi người cũng đoán được chiếc xe gì rồi đúng không ạ? Đây là một chiếc Ford Everest 2 cầu, sản xuất và đăng ký là 2018. Xe đã lướt bánh trên đường một con số km là 38.000 km anh chị nhé. Khá là ít về số năm sử dụng đúng không ạ? Để chi tiết hơn về chiếc xe này thì mọi người hãy theo dõi đến cuối video để cập nhật mức giá ưu đãi tốt nhất cho quý vị anh chị nhé. Đây là phiên bản màu đỏ, thì anh chị có thể nhìn thấy cho em là nó rất là rực rỡ và hợp đi hè đúng không anh chị? Đấy, bây giờ thì em sẽ quay vào hiện trạng đầu xe cũng như là đuôi xe để các bác anh chị cùng xem là xe có vết xước nào không nhé. Thực sự là xe còn rất là đẹp và rất là mộc anh chị nhé. 2018 mà đi có 38.000 km thì quả là ít đúng không ạ? Đây, mọi người có thể nhìn thấy phần lốp láp này. Rất là bóng sáng rồi anh chị ạ. Đây, bây giờ thì chị mời các bác anh chị cùng vào trong phần cốp này, trên phần cốp của xe nhá. Đấy, với một chiếc xe Everest này. Nếu các bác nhà mình quan tâm một chiếc xe màu trắng nhá, thì em có một chiếc 2020 màu trắng cho anh chị. Thì chút em sẽ quay video chi tiết cho nhà mình để cập nhật. Đấy. Bây giờ thì em mời các bác anh chị cùng vào phần xem phần cốp này. Cốp của xe nhá. Đấy, còn rất là đẹp. Thực sự là chiếc xe này em nhập về rất là ưng vì số năm sử dụng của xe 2018 mà đi như này quá ít anh chị ạ. Quá ít luôn đấy ạ. Còn nguyên bản cho nhà mình lốp sơ cua nhá. Đấy, lốp sơ cua này. Còn nguyên bản rất là nhiều tính năng. Và bây giờ thì sẽ mời các bác anh chị cùng vào trong phần nội thất của xe nhá. Xe đã được trang bị một hệ thống sàn 5D rồi anh chị ạ. Bậc lên xuống thì là nguyên bản theo xe rồi. Đấy. Chất liệu ghế da thì chắc là còn rất là căng bóng anh chị nhé. Tính năng của xe thì sao? Rất là nhiều tính năng để phù hợp cho gia đình cũng như là công việc trên chiếc xe Everest 2 cầu này anh chị ạ. Đấy. Cửa sổ chờ toàn cảnh nữa này. Đó là hợp lý đúng không ạ? Rồi, bây giờ xin mời anh chị các bác cùng vào trong phần khoang lái nhé. Khoang lái của xe này. Vô lăng. Quá là sáng bóng đúng không ạ? Chất liệu ghế thì cũng để cho anh chị các bác cùng xem này. Chi tiết cận cảnh luôn đấy ạ. Tuy là vẫn là phanh cơ thôi, nhưng mà những tính năng an toàn trên chiếc Everest này thì phải nói là rất là đáp ứng được cái nhu cầu khách hàng rất là cao và phục vụ cho nhu cầu công việc và gia đình. Mình có đi tỉnh hoặc là mình đi đường xa, đường đèo ấy thì thật sự là nó rất là an toàn cho nhà mình anh chị ạ. Ford thì nổi tiếng về tính năng an toàn trên xe rồi đúng không ạ? Đây, thì bây giờ em xin mời các bác và anh chị cùng vào trong phần khoang máy của xe nhé, để mình xem cùng em trải nghiệm xem là phần khoang máy của xe sẽ mộc đến bao nhiêu phần trăm đúng không ạ. Đây, xin mời các bác anh chị cùng vào xem phần khoang máy cùng em này. Đấy. Xe về như nào là quay mộc cho anh chị các bác cùng xem luôn. Chiếc nào bảo đánh bóng hay là có sơn răm lại một chút thì báo luôn anh chị để biết hiện trạng của xe đến bao nhiêu phần trăm nhá. Có sao nói vậy, đấy là một cái phương châm bán hàng của em Ngọc và chuẩn chỉ để anh chị không mất thời gian và cũng như là thành thật với nhau ngay từ đầu đúng không anh chị? Đây. Xin mời các bác anh chị cùng xem này, phần khoang máy của xe anh chị nhá. Răng cao su này, đường cường, đường nét. Xe, mọi chi tiết của xe thực sự là rất là đáng để cân nhắc đúng không anh chị? Nhà mình quan tâm một chiếc màu trắng nữa thì em có thêm chiếc màu trắng 2020 nữa anh chị nhá. Đấy. Với chiếc Everest 2 cầu 2018 đã đi được 38.000 km này rồi thì em Ngọc xin được báo anh chị với mức giá rất là yêu thương và ưu đãi là 1.145.000.000. Giá trên thì chắc chắn là em còn thương lượng và gia lộc cho nhà mình nữa rồi. Nhà mình quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với em trên số hotline nhé. Em là Hồng Ngọc của Xe Đẹp Auto. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video ạ.